Hi, xin chào các bác nhá. Đây này, hôm nay em lại view toàn thể các bác, toàn thể mọi người mấy cái mẫu điều hòa Panasonic này anh em. Hôm nay hiện đang có các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Đây này, rất là đẹp luôn. Với cái mẫu Panasonic nhà em thì hôm nay những cái mẫu rất là đời, rất là cao. Toàn 27 thôi, dòng 2 lá. Đây là con máy, đây này, máy 12.000 nhá. Đây là con máy 9.000. Đây máy 9.000. Đây cũng là một con máy 9.000. Đều là El Nino La Lu X các bạn. El Nino La Lu X bản rất cao của thằng Bala. Hạc thông thường. Đây là một con bản cao cấp. Một bản cao cấp các bác nhá. Một bản cao cấp thì đến từ Panasonic, cái bản này bản cao cấp nhất của thằng Bala dùng. Có công nghệ El Nino La Lu E La Lu X. Đấy, rất là VIP. Dòng này rất là VIP, VIP nhất của Bala luôn. Đời sản xuất 2015 các bạn. Cực kỳ đẹp. Nó sở hữu một cái dàn xanh. Cực kỳ xanh các bạn. Mạ chrome. Con này không một vết xấu luôn. Các bác nhìn là mê tít luôn nhá. Đó, con máy 9000 BTU sản xuất 2015, dòng full VIP. Full VIP các bạn nhá. Em nói hơi bị ngọng. Thế chết giả không. Đây này, có những cái mã này thì hôm nay thì em sẽ view chi tiết. Hàng thì rất là nhiều nhá. Hàng rất là nhiều đây. Hàng còn nhiều lắm. Những cái mẫu điều hòa thì em rất là nhiều. Hàng mua bây giờ giá rất là cao. Nhưng bán cho toàn thể các bác mọi người với giá rất là hợp lý thôi. Các bạn, em bán cho mọi người với giá rất là hợp lý. Đấy, khá là hợp lý luôn. Chứ không phải là không. Đấy các bạn. Đấy, bán cho bác cái giá hợp lý để cho các bác lựa chọn những cái mẫu điều hòa nhà em. Đây, hàng bên kia cũng vậy. Đấy, rất là nhiều. Đây này, nhá. Thì hôm nay em view cho mọi người cái mẫu thông thường của dòng Panasonic hàng 9.000. Con này con 227 này, con Z27. Đây, Z27 này, 2017 nhá. Đấy. Có một con nó hơi bị xấu một chút thì chắc cũng nằm vào cái bản. Con này con 227 này. El Nino La Lu X các kiểu đều đủ tính năng hết. Đây, 2017 máy 9 nhé, máy 9 đây, 2017 đây, Z27 đây. Chạy gà giờ 32 đâu nhá. Đó thôi nhá. Đấy, như con mã sản xuất 2017 mà dòng thông thường, tức là chỉ inverter tiết kiệm điện 2 chiều nóng lạnh thôi nhá. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều nóng lạnh thì em đang phân phối toàn thể mọi người với giá là 5,5 triệu nhá. 5,5 triệu máy 9.000 2017 dòng 2 lá. Con này nóng lạnh, inverter tiết kiệm điện 2 chiều thôi. Con này cũng vậy, con này con máy 12. Đấy, máy 12.000 cũng 2017 đây. 27C. Con này nó xấu ở đây một chút này các bác này. Có gì báo luôn cho bác nhá. Đây này, không vấn đề gì, nóng lạnh ok, nóng lạnh ok, chỉ xấu đây một chút thôi, báo luôn xấu đây cho các bác biết nhá. Máy 12.000 xấu một chút ở đây. Đây này, thông số kỹ thuật đây, 287CF 2017. Đấy, mã check QR nhá, điện áp 100V đây này. Đây, cục nóng thì cũng vậy thôi, cục nóng thì cũng vậy thôi. Đây, cục nóng vậy nhá, không nhá. Đấy, hai con, à một con thôi. Chạy ga giờ 32 thôi. Đây này, ga giờ 32. Đã được chạy ok, bảo hành cho các bác 10 hôm. Với con 2 lá đời 27 này. 2 lá đời 27 này thì em đang phân phối cho mọi người với cái giá là hơi xấu nhá. Nó xấu một chút thì bán cho mọi người với giá 6 triệu. Các bác ok chưa? 6 triệu các bác có sở hữu con 12.000 đời 27. Rất tiết kiệm điện rồi. Nóng lạnh tiết kiệm điện thôi nhá. Tiết kiệm điện. Đấy, giá 6 triệu. Giá 6 triệu thôi. Thôi nhá, máy 12.000, đời cao chỉ giá 6 triệu. Nó bị lỗi một chút, bán 6 triệu các bác nhá. Tiếp này, một con siêu phẩm luôn. Một con siêu phẩm đến từ Bala, máy 9.000, sản xuất 2017. Anh em để tem nguyên zin thì nó cứ là 2017 thôi. Đây này. 27C. Mã check QR này. Chạy 980W các bác. Chạy rất gấu. Con này chạy phòng 12 13 mét vuông đổ về. Công nghệ El Nino La Lu X nhá các bác nhá. Đây 27 nhá. Đây 227.
Dòng này đời cũng rất cao rồi. Nó không khác gì 2020 đâu. Nóng lạnh đẹp hết đây. Đấy. Con này thì vẫn bán cho mọi người với giá là 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu rưỡi thì có gồm điều khiển với giá trong màn lạnh không nhá. Nguồn thì bác mua riêng 350.000, vẫn giá như vậy thôi các bác ạ. Đấy thì hàng thông thường hôm nay thì view cho mọi người 3 mẫu thôi. 2 mẫu 9, 1 mẫu 12, 1 mẫu 12.000 nha. 2 mẫu 9, 1 mẫu 12. Thì các bác lựa chọn thì inbox cho em theo số điện thoại Zalo của em là 0961519122. Tất cả sản phẩm như em đều bảo hành cho bác 10 hôm thôi các bác nhá. 10 hôm. Đấy, bán giá hợp lý thì bảo hành thời gian đang ngắn một chút. Nhưng đã chạy được 10 hôm rồi thì nói chung là khá là ok luôn các bạn. Chạy được 10 hôm rồi thì khá là ok. Các bác không phải lo nghĩ về vấn đề gì cả. Ơi các bác nhá. Ơi các bác ấy chưa? Chạy 10 hôm thì cứ bác cứ chạy thôi các bác nhá. Thì hôm nay em view cho thầy một người ba cái mẫu này. Và cái mẫu cuối cùng không để các bác thất vọng đó là mẫu 9.000. Rồi bây giờ em sẽ view về thông số kỹ thuật các bác nhá. Của này thì nó thật các bác là hết nước chấm. Các bác thấy chưa? Nhìn này. 2015 đấy. VIP 2015 có. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. XS này, cái mã XS thì các bác biết rồi đấy, nó là dàn xanh. Công nghệ này. Ecolavi này. Yang Cheng thì anh em không đọc được, rốt tiếng Anh. Chưa học rốt tiếng Anh á. Chả học bao giờ. XS này 225C này. Đấy, 215 nha, máy check QR này. Độ tích điện của nó là 7.1 các bạn. Con này chỉ hít hơi điện thôi, 7.1 thế này. 730W 2015. Tổng khối lượng ở trong nhà nó nặng 14 cân. Đấy, 14 cân. Cũng có máy check QR đây, check các bác check luôn nhá. Check luôn sẽ ra mã QR cho thằng các bác xem. Thấy độ tích điện 7.1 nhá. Công nghệ thì Elina Nano X rồi. Con này full tính năng, full công nghệ. Nói chung là có những công nghệ gì mới nhất của nó thì nó có rồi. Nó chỉ thiếu là lọc không khí thôi. Lọc không khí thì những dòng cao cấp hơn. Cao cấp hơn, đời cao hơn thì có lọc không khí. Nha. Cùng nóng đi. XS225C đây. Điện áp 100V nhá. 9,9 nặng ga, gọi làm tròn 1 cân ga đi. 36,5 cân. Chạy cả giờ 32. Đây này, dây của dây zin luôn này. Dây zin luôn. Con này còn cái dây zin. Đẹp. Dây rất đẹp nhá. Các bác nhá. Đấy. Ui giời, giàn nóng đây. Giàn nóng đây các bác ơi. Trời ơi, giàn nóng này. Giàn nóng thì xanh biếc luôn. Giàn nóng nó thật các bác thì không phải nghĩ về cái giàn nóng luôn. Mạ chrome, xanh biếc. Đây, cũng lạnh đây. Nhìn lạnh đây các bác nhá. Em sẽ view bên trong màn lạnh cho các bác xem nhá. Để điều khiển đi. Là bao. Đây. Rồi, bên trong nó đây nhá các bác nhá. Đấy. Đấy. Nghe bác thấy chưa? Rất đẹp. Zin bản từng con ốc. Các bác nhá. Zin bản từng con ốc một. Đấy. Nói chung là những con máy rất đẹp như này thì các bác nhìn đấy. Mê luôn. Đấy, sử dụng cái phòng 13 mét vuông. 13 mét vuông. Đấy, 13 mét vuông. Thì con này các bác phải bỏ ra số tiền là 8 triệu 800 nghìn. 8 triệu 800 nghìn. Các bác sở hữu một con VIP dòng tên lửa, sản xuất 2015. Mã dàn xanh, có công nghệ Elina, Laluix, Lear, dọn dàn, Ecolavi, đầy đủ tính năng hết. Với cái dàn xanh của nó thì các bác kết luôn đó nhá, kết luôn. Em cứ dàn xanh thì em thích đây. Dàn xanh em thích các bác nhá. Đấy, 8 triệu 800 nghìn. Các bác bỏ số tiền 8 triệu 800 nghìn các bác sở hữu một cái con VIP cực kỳ VIP này. Đấy, cực kỳ VIP này nhá, sản xuất 2015. Công nghệ thì full công nghệ các bác nhá. Đấy, inbox chưa? Theo số điện thoại Zalo của em 0961519122 các bác nhá. Đấy, thì hôm nay em view toàn thể các bác và mọi người 4 cái mẫu điều hòa này.
thì các bác là cần inbox chưa? Ok nhá. Ok, thế cuối video chúc các bác một buổi tối thật vui vẻ bên gia đình và người thân yêu của mình. Chào các bác. Ok nhá. Rất mong các bác ủng hộ shop nha em. Ok nhá. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều.